Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình xin nhận định để phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Đây là trận đấu thuộc giải Tứ Hồng Hải Phòng. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 6 và các cầu thủ Viettel trận đấu này sẽ là những người đứng giá cửa trên và sẽ chấp Hoàng Gia Lai với mức kèo là 0,25, mức kèo phải hạ xuống còn là đồng banh và tăng 0,5. Mức tài xỉu của trận đấu này là 2,25, 2,5 và hai trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Thì mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và các bạn ấn vào cái đường link màu xanh đó. Sau đó các bạn ấn vào nút đăng ký là xong. Ngoài ra thì mình cũng up một số video nhận định khác trên kênh Di Soi Kèo số 1. Thì bạn nào rảnh rỗi nữa các bạn hãy là ghé qua kênh đó để tham khảo thêm và những kèo bóng khác nha. Hiện tại thì mình cũng đã up rất nhiều video nhận định của những trận đấu hấp dẫn trên kênh Di Soi Kèo số 1. Và bây giờ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần gặp nhau gần nhất của câu lạc bộ Viettel và Hoàng Anh Gia Lai thì Viettel thắng 2 hòa 2 và thua 1 trước Hoàng Gia Lai. 5 trận thi đấu gần nhất của Viettel, Viettel thắng 1 hòa 2 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Hoàng Gia Lai, Hoàng Gia Lai thắng 1 hòa 1 và thua 3. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn cửa đội Hoàng Gia Lai được chấp 0,25 trận này hoặc là đồng banh. Vì sao? Có thể trận đấu này Hoàng Gia Lai bị đánh giá là cửa dưới so với Viettel. Tuy nhiên thì xét về thực lực thì Hoàng Gia Lai họ cũng không thua kém như Viettel là mấy đâu các bạn. Thứ hai nữa thì nếu như trận đấu này mà hai đội có hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Hoàng Gia Lai chúng ta cũng thắng được nửa kèo. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như thành tích ở đầu thì mặc dù là cái thành tích ở đầu ở 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng đôi chút về Viettel. Tuy vậy nhưng mà cái phong độ thời gian đây thi đấu của Viettel thì cũng không mấy thực sự tốt cho lắm. Viettel đang có phong độ cũng rất là bất bát và liên tiếp hai lượt trận vừa qua thì Hoàng Gia Lai đã để thất bại rất đậm trước Hải Phòng và Hà Nội rồi. Ở lượt trận này gặp cái đối thủ cũng dễ chịu hơn rất nhiều là Viettel và đang mất phong độ nữa thì đây là cái cơ hội để cho Hoàng Gia Lai có thể là có chiến thắng đầu tiên ở giải cúp Tứ Hùng Hải Phòng của giải năm nay. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa Hoàng Gia Lai được chấp 0,25 trận này, dự đoán ít nhất trận đấu này Hoàng Gia Lai sẽ có được một trận hòa trước Viettel chứ mình nghĩ sẽ không thua đâu. Còn mức tài xỉu trận này là 2,25, 2,5 và hai trái. Thì đa phần những lần mà hai đội chạm trán trước đây á thì 5 lần gặp nhau nhất mình thấy là toàn là từ 3 bàn trở lên không à. Nhưng mà trận đấu này an toàn thì các bạn khoan vào tài xỉu, các bạn canh cho kèo tài nó hạ tầm hai trái hoặc là dưới hai các bạn hãy vào tài. Tại vì hai đội này á thời gian ở đây thì đang có phong độ không tốt, mình nghĩ là chắc khoảng tầm 15-20 phút đầu sẽ chưa có bàn thắng đâu, thì lúc đó kèo tài nó sẽ hạ thì các bạn hãy nên vào tài cho nó an toàn. Và ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Thì mình đoán hiệp 1 có thể là khoảng nửa cuối hiệp 1 thì Hoàng Gia Lai sẽ có bàn thắng như trước hoặc là thậm chí là hai bàn. Cho nên là hiệp 1 các bạn hãy đá Hoàng Gia Lai đồng banh và đá tài 0,75. Hiệp 1 các bạn đá Hoàng Gia Lai và đá tài mình thấy nó sáng hơn đá cả trận các bạn. Và tấm bảng trận đấu này chốt kèo là mình chọn của Hoàng Gia Lai nha. Và đá tài hạ tầm hai trái hoặc dưới hai thì vào. Hiệp 1 thì cũng chọn Hoàng Gia Lai và đá tài 0,75. Thì cái này là cái phần nhận định riêng của mình về trận đấu này. Anh em nào có ý kiến khác comment bên dưới nha. Còn anh em nào đồng ý với quan điểm này thì mong anh em hãy like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn ở lựa chọn của mình.